Cảnh báo mất tiền, lộ thông tin với app FacePlay. FacePlay là app ghép mặt có xuất xứ tại Trung Quốc, hiện đang được nhiều người dùng sử dụng, có mức giá 139.000 đồng trên một tuần sử dụng hoặc 1.059.000 đồng cho một năm sử dụng. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi hiển thị mức giá phiên bản chuyên nghiệp của ứng dụng, FacePlay lại rút ngắn đi hai con số 0 trong mức giá tiền, làm cho nhiều người lầm tưởng rằng ứng dụng chỉ có giá 1.390 đồng trên một tuần hoặc 10.590 đồng trên một năm. Mức giá chỉ bằng 1% so với mức giá thực tế mà họ phải trả, khiến nhiều người sẵn sàng chi mức tiền để mua ứng dụng mà không hề hay biết số tiền sẽ phải trả cao hơn gấp 100 lần mức giá đã hiển thị. Đặc biệt, sau khi hết 3 ngày sử dụng thử, nếu người dùng không gỡ bỏ ứng dụng ra khỏi thiết bị, FacePlay sẽ tự động đăng ký mua phiên bản chuyên nghiệp của ứng dụng với hạn sử dụng trong 1 tuần mà không cần hỏi ý kiến của người dùng. Do vậy, nếu không chú ý, người dùng sẽ bị mất tiền oan bởi tính năng này. Chưa dừng lại ở đó, ứng dụng này còn có tính năng tự động gia hạn đăng ký phiên bản chuyên nghiệp ứng dụng. Chẳng hạn, nếu người dùng đăng ký sử dụng phiên bản Pro của ứng dụng trong vòng 1 tuần, thì sau khi hết hạn, ứng dụng sẽ tự động gia hạn thêm 1 tuần sử dụng mà không cần hỏi ý kiến của người dùng. Điều này sẽ khiến FacePlay trừ tiền trong thẻ tín dụng của người dùng ngay cả khi họ không có ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng này. Ngoài vấn đề mất phí, một vấn đề khiến nhiều người lo ngại khác đó là FacePlay sẽ thu thập khá nhiều thông tin trên smartphone của người dùng. Đầu tiên, do đây là ứng dụng xử lý video dựa trên gương mặt của người dùng, nên FacePlay sẽ thu thập hình ảnh về gương mặt, từ đó giúp ứng dụng có thể nhận diện và xử lý gương mặt trên video được hiệu quả và chính xác hơn. Đặc biệt, phiên bản FacePlay trên iOS sẽ yêu cầu khá nhiều quyền hạn dường như không cần thiết đối với một ứng dụng xử lý video, bao gồm quyền xác định vị trí của người dùng, thông tin liên lạc như email, số điện thoại, lịch sử giao dịch, vân vân. Việc FacePlay thu thập những thông tin nhạy cảm này có thể khiến người dùng phải đối mặt với nguy cơ mất thông tin cá nhân khi dùng ứng dụng. Hiện thông tin này đã được cập nhật khá nhiều trên mạng xã hội, khiến cho người dùng hoang mang và muốn gỡ bỏ ứng dụng này.